Theo nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trung bình thì một người Việt Nam cao tuổi mắc 7 loại bệnh. Theo báo cáo của Bệnh viện Lão khoa Trung ương khảo sát với 610 người trên 80 tuổi tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho thấy, trung bình một người cao tuổi mắc 6,9 loại bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính. Những người bệnh cao tuổi vào viện điều trị thường mắc ít nhất 3 bệnh trở lên. Cũng có rất nhiều người mắc bệnh có những hội chứng về lão khoa, đặc biệt như sa sút trí tuệ, suy dinh dưỡng, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson. Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 đến năm 2017, số người cao tuổi chiếm 11,9% tổng dân số, nghĩa là cứ 9 người thì có một người từ 60 tuổi trở lên.